Xin chào tất cả các bác đã đến với em Thành Song Tiện chuyên bán hàng thật các bác nha. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ngày hôm nay thì kiểm chứng xem là em có là Thành Song Tiện không các bác nhìn xem các loại song tiện. Hôm nay em còn về một loạt song tiện ô đô nữa cơ. Đấy, các bác nhìn xem em Thành Song Tiện thì có xứng đáng với các bác biệt danh hôm nay không? Rất xin lỗi các bác nhé, tối qua thì em cũng định nên quay lên video đấy chứ, nhưng mà có bác thợ đến từ Thái Bình bác bốc hết sạch hàng của một tầng của em, thế là em lại phải sáng nay em mới quay được, em phải soạn lại hàng. Ngoài ra bên em có con Di Dung Hang song tiện cực đẹp không nhá. Đó, các bác nhìn xem rất đẹp, các bác quan tâm có thể liên hệ nha. À, hôm nay ông Tây còn gửi cho em về một con một cái đầu con hươu thôi nhá. Cái đầu con hươu nhồi bông thì rất là hay các bạn, các bác quán để cà phê có để to rất là đẹp. Lát nữa thì em sẽ quay chi tiết cho các bác từng con một các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì cái sản phẩm sẽ quay từ những sản phẩm nào này, hai sao tiền to chưa, hai sao tiền to chưa, lâu lắm rồi em về còn Ovan hình dao Henzi, hình dao Ovan, còn đây là con Henzi. Tính ra những ô cửa rất nhiều các bác ấy. Đang... ôi trời ơi, cái dòng sông ơi các bác ơi, các bác biết em đang quay lúc mấy giờ không ạ? 1 giờ đêm để sáng mai phát kịp sáng, hàng mới về. Ok các bác nhá, ở phía trên là hai con tiện các bác nhá, ở phía dưới cũng là hai con tiện hết đầy đủ các bác nhá. Trước mắt các bác đây đang là chiếc đồng hồ song tiện các bác nhá. Song tiện thì vỏ nó phải cũ rồi đúng không ạ? Ông nào mà chưa song tiện đòi vỏ mới là xin thưa bác à. Không có gì để bàn đấy. Con này thì rất đẹp các bác nhá. Tính rào oval rồi nhá. Cổ con này nhìn cũ cổ lắm các bác, nhìn đẹp. 4 góc 4 bông hoa các bác nhá. Nhìn rất là đẹp. Ở trên là cái màu. Đấy, các bác nhìn đẹp không? Song tiện kép các bác. Song tiện kép. Chân thằng này suốt ngày ướt thế nhỉ. Con này con Kenji các bác nhá, con Kenji này. Mặt cũ này. Mặt cũ các bác nhá. Những cái dòng này nó trên 80 năm rồi. À con này cổ lắm này, con nắp này các bác này. Đấy các bác. Đây cái búa. Để em tháo ra em xem nhá các bác nhá. Đây máy Kenji đó nhá, máy Kenji cổ. Máy Kenji vàng ươm các bác nhá. Mặt đây, mặt cũ nó sẽ xước chút ở phía chỗ các cái chỗ ổ con như này. Mặt thì thực sự các bác những con trên 80 năm rồi. Những các bác thích mặt mới thì các bác thay thôi. Quả nắp của em nó đây. Gọi chuông thử, cái dòng này chuông thì rất hay thôi nhé. Chuông cực ngân. Có thanh đồng đồng bạch đánh chuông rất hay, ok. Em sẽ bỏ ra đây. Ở đây thì thùng nó sẽ có một chút dạng dạng cái cạnh này thì em sẽ xử lý cho các bác. Kiểu là cái vách này này nó chồng lên nhau đấy các bác. Hàng đây là hàng nguyên bụi vừa về. Đó, các bác nhá. Con này sẽ bù 4 con tiện cho các bác, 2 con tiện trên, 2 con tiện dưới. Đừng gấp đấy. 93 phân. Nhân 36. 93 x 36. Chưa lau kính, chưa lau gì các bạn. Vội này, về vừa 93 x 36. Không biết dán vào đâu các bạn. Kính thì nó không ăn. Dán đất viết xong rồi dán lên này. Ok, các bạn nhé.
em sẽ ghi cho bác cái số cái thông tin như sau để bác nắm được về con đồng hồ này. Đồng hồ Kenji. Đây là con đồng hồ Kenji các bác nhé. Kích thước là bao nhiêu? 93 x 36 các bác nhé. Thì con này là con Kenji. Con này thùng nó khá là đẹp. Thì thứ nhất em ghi về cái thùng các bác nhé. Nhớ về cái thùng. Thùng con này đẹp và cũ các bác nhé. Đẹp và cũ. Đấy. Cái thứ hai là cái mặt con này. Mặt con này cũ. Mặt cũ thôi nhá. Cái thứ ba là máy thì đẹp. Để cho anh cái bút khác nhé. Máy đẹp to nhá. Con này thì thùng của nó khá là đẹp. Thùng đẹp nhưng mà cũ, mặt thì mặt cũ thôi nhá. Máy thì con này máy đẹp và bù tiện các bạn nhá. Bù 4 con tiện. Đầy đủ tiện anh nhá. Bù 4 con tiện các bạn nhá. Con này em sẽ giao new cho bác với giá là 7,2 triệu. Được không? Con kính giao vô van. Mã số 1. Xong tự kép các bạn nhá. Tính ra oval bình thường nó mua con này phải 9 triệu mấy. Xong tiện khép nó sẽ đây, khác hẳn cả. Quan sát vào cái thông tin này cho các bác. 7 triệu 2. Con xong tiện đơn các bạn ạ. Được chưa ạ? Đầy đủ những thông tin. Thùng nó này các bác nhé. Nhưng mà nó cũ. Nó cũ về các bác thích thì các bác spa lại hay không thì em cứ giao lưu cho bác như này thôi. Em ghi rõ là thùng đẹp nhưng cũ. Các bác nhé. Này thì thùng nó khá đẹp. Con này con kính dao Henry. Kính dao nhà thờ. Nồi vừa về đây em chưa nói chuyện gì. Có cái giấy báo biết thì nào bụi quá. Em nào quay cho các bác. Bụi thật các bạn. Mấy thằng cu của em này ở nhà hôm nay nó bận quá các bạn, vừa về mang lên luôn, vừa về là mang lên luôn. Con này con kính dao Henry các bác nhé, kính dao Henry này, những ô cửa các bác nhìn này, đây là các bạn kính dao Henry, nó sẽ có 4 con tiện các bác nhé, nó sẽ có 4 con tiện 4 góc các bác nhé, kính dao Henry có 4 con tiện 4 góc này, thùng này đẹp, các bác có thể nhìn thấy, tại màu nó rất là đẹp, các bác nhìn kỹ kính này. Kính mài rất là đẹp. Thùng của này cũng đẹp. Còn là phông tơ mặt chơi bản phông của bản web con này mấy công chơi nhiều bản nó mặt con này để nâu cái mặt cho các bác xem. Nâu là giấy vải sạch nâu thôi các bác nhé, đừng các bác đừng có dùng hóa chất thì nó nâu thì chết dở. Mặt con này đẹp xuất sắc à. Mặt con này 10 điểm luôn, kéo máy ra. Con này chơi hai bản nhạc web và phông. Chính gông rồi. Chính gông. Ui sụp. Máy á. Máy này. Đúng là nhìn cái gì đẹp, nó đẹp đồng đều nhỉ. Vâng. Trong ngoài nữa. Máy vàng ươm. Phông tơ nòi, cổ lắm rồi. Ok, xem mặt. Con này nó sẽ chơi hai bản nhạc cần chuyển bài đây coi nhé. Con này là con chín gông, chín búa. Thả nào đó ngoài bộ. Ui sụp mặt còn những cái bằng. Chấm hết. Em sẽ đây cái quản nắp các bác nhé, nếu bác nào thích để nắp cổ nó xuống màu như này bác để nguyên, còn nếu bác nào mà thích sáng ra thì nhờ bên em có cô em đạt các bác nhé, nó nâu sạch rồi. Em sẽ thử chuông, gõ thử cái thanh gông các bác nhé, máy khô dầu. Thử hồi 90 chơi hai bản nhạc web và phông tơ nòi các bạn nhé, phông tơ nòi của Pháp. Gông này quá hay các bạn nhé, chơi hai bản nhạc web và phông tơ nòi. Ok, hãy sẵn sàng lại, con này tuyệt vời.
93 ngang bao nhiêu? 38. Đây sẽ khi ra ngoài rồi đấy. Nó không tính. 93 bút nào đây? Đây. Vâng, bút mới bút nào biết được. 93 nhân 38 các bạn nhá. Con này thì em sẽ về thứ nhất về cái thùng các bác nhá, thùng đẹp. Thùng đẹp các bác nhá. Con này thùng nó đẹp rồi, lành nặng đẹp rồi. Và thứ hai là mặt đẹp. Thứ tư là máy con này cũng đẹp. Con này thứ ba là máy nó cũng đẹp. Và thứ tư là côn đẹp. Cộng 2 các bác nhá. Đây là con này thì các bác không chê được điểm gì bởi vì em là người nhìn tận mắt các bác nhá. Các bác chú ý này. Đây con mã số 2 các bác nhá. Con này sau tiện Henzi, con này Pontonoi các bác nhá. Con này thì em sẽ giao lưu cho bác với giá là 7,8 triệu. Con này chơi 2 bản. Chơi 2 bản nhạc các bác nhá. Quá là rẻ các bác. 7,8 triệu chứ đồng em quay kỹ vào đây để các bác xem kỹ cái thông tin. Nhiều bác thì các bác rất quan trọng cái thông tin này bởi vì là em đứng ra là người kết nối các bác. Các bác không phải đến tận nơi xem. Ok, chỉ có ở em Thành bán hàng thật. Hàng có như nào em sẽ bảo như vậy. Sâu bán rẻ, đẹp bán đắt, không vấn đề gì. Các em không vướng cái gì. Bởi vì biết rồi. Rồi luôn vào. Ok, giới thiệu các bác một sản phẩm song tiện nữa các bác nhé. Đến với em Thành bán đồ thật các bác nghe. Điều bác phản hồi rất là tốt bởi vì là nên minh bạch. Giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ song tiện các bác nhá. Song tiện con ngựa các bạn, rất đẹp. Ở phía trên là xoắn quẩy này. À, xoắn quẩy này, hai bên trên là hai cái ngọn đuốc này. Bên trên con ngựa, ngựa gì? Ngựa ở châu Âu tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho mã đáo thành công ở châu Á các bác nhá. Rất là tuyệt vời. Hai bên hai cột, con song tiện này thì nó hàng trăm năm rồi các bạn, siêu cổ. Nhưng đời khai sinh lập địa là đồng hồ. Con này thì máy rất bền, có thể chơi như một món đồ gia bảo, chạy hết đời nọ đến đời kia. Ở dưới này nó sẽ có hai con tiện nữa các bác nhá. Đây mình có cả con tiện đuôi được cơ. Con này rất là đầy đủ các bạn. Đây, đây này. Ui giời, ở đây nó có hai con tiện đuôi nữa các bạn. Đây các bạn nhìn này. Ui giời. Đầu trước các bạn nhìn quay tổng thể. Hiểu chưa? Ok, con này rất là đẹp các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, mặt thì là mặt men các bạn nhé. Mặt con này thì mặt men dạn các bạn nhé. Các bạn nhé, mặt nó là mặt kiểu men dạn các bạn nhé. Mặt men dạn là như nào em cũng không biết là hãng sản xuất là như thế hay là nó bị dạn như thế. Nhưng mà em nhìn rất là đẹp. Nó như kiểu là chúng ta gắn vỏ trứng lên đấy các bạn. Nó kiểu tóc này. Đó. Nó dạn ở bên trong này. Trong thì là rất là ngoài đẹp. Không, ngoài lại rất đẹp. Thì em không biết là hãng sản xuất hay là như nào. Đây thì đây là nắp đàn các bác nhé, nó có ba cái thanh này nữa để chúng ta xoáy vào nắp này. Thì vận chuyển về thì nó tụt ra, thì khi mà đẹp con này được cao cấp là quả nắp men luôn này các bác này. Con này rất là chất luôn đấy nhá. Đặt kéo ra đi. Máy các bác nhìn này. Máy này nó có chữ ký của tác giả luôn này các bác này. Máy này là đây là một trong những dòng cao cấp đấy các bác, của Pháp ấy. Các bác biết vì sao cao cấp không? Đời này em nói cao cấp không? Đây là một cỗ máy sản xuất thủ công và nó có chuyện, nó có chữ ký của tác giả luôn các bác nhá. Đây là một dòng giá trị cao. Và các bác xem giúp em này. Vì sao nó cao ạ? Dòng này các bác nhá. Quả nắp nó sẽ treo ở đây này các bác này. Nó không treo vào
và đây là cái lá mía, và nó lá mía thì nó gắn vào thùng, còn nắp của các bác phải treo ở đây thôi nhé. Đấy, phải treo cái lá mía này và đưa đây, và cái này, cái háng này của bác nhé, phải treo ở đây. Đấy, con này treo thì hơi phức tạp tí, và móc vào cái đây nó như thế này, và móc vào cái này lá mía gắn vào thùng, đúng không? Vâng. Đấy, các bác chú ý nhé. Đấy, cái cơ chế những dòng cao cấp và những dòng cổ của những con này thì nó rất là lâu đời rồi, nó khoảng trên 100 năm thì nó mới thiết kế kiểu này đấy nhá. Ok, em gắn lại cái này. Bác nào chơi cái mặt này, con này em rất thích này, dành cho bác nào thích chơi kiểu mặt men dạng, kể cả cốc chén này em thích chơi ở đấy các bác nhá. Cốc chén này em thích chơi ở đấy, đồ gốm em thích chơi ở đấy. Nhìn cổ bao nhiêu? 1m04 1m04 1m36 này to lắm các bạn nhé. 1m04 nhân với 36 các bạn nhé, xài quá khủng luôn. Con này thì nó có những cái điểm mạnh điểm yếu như sau. Thứ nhất là thùng, để anh xem thế này. Tất nhiên những cái dòng song tiện này thùng nó phải là thùng cũ rồi. Thùng khá đẹp rồi, khá sạch sẽ, sạch. Thùng nứt nát gì một các bác nhé, thùng cũ. Con nào em sẽ cũng ghi thùng cũ nhé, bởi vì những cái song tiện này xin thưa bác, nếu mà nó là đồ mới thì nó không có giá trị gì, và nhìn thùng cũ cổ điển các bác nhé. Thùng cũ này, thùng cổ điển cộng này, thùng cũ cộng này. Đấy các bác, còn nó đẹp như nào do anh em mình nhìn, em đã giới thiệu rồi. Cái thứ hai, mặt men dạng, nhưng mà đẹp thôi nhé, em nhìn đẹp, em nhìn đẹp, mặt men dạng. Đó. Cái thứ ba, máy có mộc. Các biết mộc là gì không ạ? Mộc là chuyện mộc, nó thể hiện được những cái nghệ nhân thủ công người ta làm. Thứ tư là nắp men các bác nhá. Con này là dòng giá trị nắp men, còn có kích thước là 1m04 x 36, và con này mã số mấy nhỉ? 3. Này mã số 3, em giao lưu cho các bác với giá là 3,5 triệu. Còn đẹp như này có 3,5 triệu các bác. Ok, để nguyên đồ trong này cho các bác nhé, nhựa tháo để trong thùng cho các bác, không đến lúc mà mai lại mất của các bác. Cứ làm chậm thôi, video nó dài một chút cũng được, em không muốn quay nhiều, em muốn quay kỹ cho các bác. Các bác đã tin tưởng em rồi thì em phải mô tả rất kỹ, đúng không ạ? Kể cả mô tả kỹ nó nổ nhiều nỗi thì xin thưa các bác là em vẫn thấy các bác mua con nào em càng mô tả xấu thì các bác lại càng mua nhiều nhờ. Vâng, em nhớ cái con hôm qua nứt đi, nứt cuối cùng có ai chê đâu, kêu bảo nứt thế mà mày cũng ghi vào, tao đến chịu mày. Bán thế ai mua? Thế sao anh mua? Nhưng mà anh thì vẫn mua trượt. Anh mua trượt. Con này thì chia sẻ bác, cái nô này về đẹp nhỉ, toàn song tiện to. Toàn song tiện to. Con này con gì rồi? Nhìn con này con gì rồi? Các anh nhìn này, phía trên nhé, các anh nhé, làm cái màu ngựa, các anh nhé, một cái màu ngựa này. Ở phía dưới con sư tử này, ngựa này rất là khỏe, mã đáo thành công này, sư tử chúa sơn lâm này. Hai bên là hai cái cúp này, các bạn nhìn rất là đẹp. Hai bên hai cột này, qua to, hai cột tay ạ. Các bạn nhìn xem, con này là thực sự các bạn, những cái quả lắc như thế này, quả lắc mấy triệu quả lắc này, quả lắc này, nó mặt trời mấy triệu quả. Thực sự các bạn, những cái nô này em mua được giá đấy nhá, nô này em mua được giá. Nó còn gì, mặt của nó mặt giấy dầu cổ. Các bác nhìn là mặt giấy dầu cổ, các bác nhá, mặt giấy dầu cổ, mặt giấy dạn, nó kiểu dạn, các bác nhá, nhìn cực đẹp luôn, em thích cái kiểu này. Cho thằng tiện nhìn như này, mặt như này nó gọi là nến mụn ấy nhỉ, như trên đồng hồ cổ nó gọi là nến mụn, đẹp. Gì dung han đây, các bác nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa?
Còn đánh chung vòng 3 phút điểm chung một lần. Úi dồi. Phúc đã bao giờ nhìn thấy cái... Hay à. Hay quá này. Em lần đầu thấy máy lắc cái vàng của các anh nhá. Nhưng mà một cái các anh nhìn này. Cái này cơ chế kiểu này kiểu gì đây? Em chưa bao giờ nhìn thấy cái máy này, sự thật của các bác là như vậy, của Di Dung Hang. Có nghĩa là máy này nó là một trong những cái phiên bản rất là cao cấp này. Thiết kế thì các bác chắc theo đơn đặt hàng. Và cái xe này nó truyền ở đây, truyền ở đây là bên nhạc. À con này là bánh xe nó kiểu là nó cụ máy thì cực kỳ phức tạp. Có ánh chuông vòng các bác nhá. Quá đẹp, thiết kế. Cái này bắt đầu chuyển đời. Còn là cổ lắm. Đây cổ là cổ này. Con này thì các nhà sưu tầm. Em nghĩ các nhà sưu tầm thì sẽ không bỏ sót con này các bác nhá. Ok. Nắp con này nắp đẹp. Nắp phù điêu. Còn nắp chất lư. Một mét các bác nhá. Nhân 39. 1 mét nhân 39 á. Em sẽ mô tả cho bác kích thước như sau. Cái thùng này thì em phải nói là cái thùng đẹp nhưng mà cũ. Thùng đẹp cộng là cũ rồi nhưng lành rồi nhá. Cái thứ hai là mặt này, mặt giấy dầu dạn cổ các nhá. Cái thứ ba là máy nắc kê và độc các bác nhá, máy cực độc luôn. Cái thứ tư nắp phù điêu mặt trời. Đây là bốn yếu tố mà em nhìn thấy em muốn mô tả cho các bác các bác nhá. Thì con này thì mã số mấy? 4 anh. Mã số 4 em muốn giao lưu cho bác sản phẩm này với giá 3,9 triệu. Chắc chắn các bác nhá, những con này thì thực sự các bác 3,9 triệu các bác không thể mua ở đâu. Bán rẻ đấy, cũng mất nửa con rồi. Em thích bán như vậy các bác. Đây vứt vào trong thùng đi em. Cái này không vứt được anh. Ok. 3,9 triệu ạ. Có tiền gì cổ. Lắc phù điêu. Giới thiệu các bạn. Đây là nó mua không ở đâu. Đây rồi, em bắt được một số lỗi rồi. Một số lỗi này. Các bạn nha. Giới thiệu các bác một trong những con sóng tiện thì con này gọi đẹp của sáng các bác nhé, các bác có thể nhìn thấy đây rất đẹp. Đó. Ở bên trên đầu là con tiện à, con ngựa và hai bên là hai cái ngọn đuốc đây, mặt vị thần rồi nhé. Con này khá đẹp to. Ok. Nhưng tuy nhiên thì cái đáy này thì bị chút mòn nhẹ thôi nhá, mòn nước đấy. Thì cái này thì em sẽ cho thợ của em xử lý cho các bác và thì thôi các bác nhá. Sau khi yên tâm nó không phải là mọt ruỗng đâu, các bác đừng có nghĩ các bác ở bên Tây mọt nó có đạo đức lắm. Mọt nó có niên sỉ lắm, nó không ăn cái kiểu ăn như nhà. Nó gọi là mọt nước ấy, từ cái cây gỗ xẻ ra nó đã có một vài nốt rồi. Đây các bác nhé, quả nắc giấy dầu này, con này cổ lắm này. Mặt của nó cong bát úp giấy dầu này các bác này, rất đẹp luôn. Còn yên xịt.
Để một đứa bạn nó nha. Ui, con này cổ nhỉ. Con này máy gua ngựa của Đức à? Máy gua ngựa. Máy gua ngựa. Máy này chắc phải 150-200 năm. Máy sắp sinh lập địa. Thằng nhìn phát biết. Bao nhiêu này, côn này. Côn vòng 3 phút điểm trùng này. Rồi nhé. Ok. Kích thước 1 1 mét bao nhiêu? 1m03. Nhân 39. Bút đó 60. 1m03. Nhân bao nhiêu? 39. Các bạn nhá. Thì con này thì em sẽ mô tả cho các bác một chút như sau. Thứ nhất về cái vỏ các bạn nhá. Và cái vỏ này thì em khẳng định các bác là này. Tuy nhiên, tuy vậy, có mấy nốt mọt nước ở đuôi các bác nhá. Đấy. Vỏ này đẹp ấy, tay to. Thực ra bình thường thì em xử lý được xong là em mới quay thì các bác không thể biết được, nhưng mà thực sự các bác là em thích bán kiểu này, bán những cái người mà hiểu em, còn các bác nào mà không hiểu em thì tùy các bác. Thứ hai là mặt cộng nắp giấy dầu. Đó, cổ nhá, giấy dầu này là cái dòng cực kỳ cổ ấy. Cái thứ ba, máy guốc ngựa sậm màu cổ Đức các bạn nhé. Con này thì em sẽ giao lưu cho bác với giá anh nhá. Mã số 5. Giao lưu cho bác với giá là 3,6 triệu. Rồi bán. Bán chơi cho nó vui rồi nha. Ok chưa? Này anh vui. Mày có bác thử bé. À, coi cho bác. Ok chưa? Rồi. Con nào xong được em bỏ ra. Giới thiệu cho bác một con song tiện tiếp theo. Con song tiện là của hãng gì các bác nhé. Những cái con song tiện này thì thực sự các bác là em lại rất thích chơi. Nhìn nó rất là hay. Song tiện con này. Con này thì khá đẹp. Con này nhìn dáng rất là xinh. Có ba cái đuôi này. Có ba cái. Như vảy rồng đúng không? Ừ, nhìn như vảy rồng, nó vân gỗ này mà thô nó đẹp nhỉ. Như bóng rồng này. Các bác nhá. Con tiện đúng góc. Hai bên là con tiện ở bên trên cái đỉnh cũng là con tiện rất là đẹp, nhìn như ngọn tháp. Còn cái này thì lành các bác nhá. Quả nắp cổ các bác nhá, quả nắp cổ. Em thì em thích chơi như này, nhưng các bác nào mà thích chơi kiểu sáng ra thì lại nhờ phù thủy đạt à? Phù thủy đạt. Nắp đạt này nó sẽ rất là sáng. Mặt con này là mặt giấy dầu các bác nhá. Có ố dầu các bác nhá. Nhưng mà nhìn này nó mới đẹp nhỉ. Có nhiều các quán cà phê của cộng hay là của ấy này nó thiết kế rồi treo những con này thì chấm hết luôn không gian cổ điển này. Con này có logo gì đây? Dung Han đây các bác nhá. Coi nhìn này, Dung Han. Thực sự cái loại song tiện này bên em về bao nhiêu hết rồi. Ui giời. Máy tiếp tục, máy dị tiếp này các bạn. Máy như con trước cổ lắm này. Dung Han này. Máy này gọi là máy cái gì 08 ấy các bạn. Cổ. Loại này không biết trình độ thợ thì mình lau dầu được không. Đây. Côn nó sẽ hơi han một chút theo thời gian. Bởi những cái dòng cổ như thế này các bác biết rồi. Và côn nó rất là ok, các bác không phải lo về chất lượng âm thanh.
em thích chơi song tiện này, đã chơi song tiện này nó phải cổ. Đúng rồi, nó mới khoái. Chơi song tiện mà chơi song tiện mới thì nhìn trông sự bác là nhìn nó không không phải nối. 90 nhân 35. Mã số 6 ấy. Mã số 6, 90 nhân 35 các bạn nhá. Em sẽ mô tả về cái thùng là như sau. Một thùng mảnh. Thôi nhá, thùng con này mảnh và nhìn nó khá là thú vị các bạn nhá. Cái thứ hai là mặt giấy ố dầu độc dị. Cái thứ ba máy di cổ hiếm các bạn nhá. Đây thì có nắp thì nắp đàn rồi đúng không ạ? Em sẽ giao lưu sản phẩm này cho các bác với giá 3,4 triệu. Đấy ạ, có gì đấy các bác nhìn thông tin để xem rõ cho các bác cái thông tin này, tại vì không phải có một đơn vị nào mà cũng tự thích bắt lỗi hàng của mình các bác nhé, tự thích kiểm chứng hàng của mình như bên em các bác nhé. Các bác chú ý, cái này nó là một trong những cái mà em nghĩ sau này không biết nó sẽ thành trào lưu ở dưới YouTube hay không, nhưng mà với em thì em là người đi đâu để làm sao mà một cái món hàng đến cho các bác em có thể sờ ba ngay được cho các bác, và em báo cho các bác là hoàn thiện hoàn hảo, nhưng mà không làm như vậy nhé. Bởi vì em thành và bán hàng thật quá nhá. Thì sau khi báo cho các bác các lỗi xong, nếu như các bác có lời nhờ, ví dụ anh nhờ mày xử lý cho anh mấy cái này đi, có khi em xử lý các bác không mất tiền đâu, nên các bác yên tâm. Các bác có thể nhìn thấy con này còn song tiện thì em khẳng định các bác là khá là đẹp rồi. Nhìn các bác khoảng 100 năm như này nó là khá đẹp rồi các bác. Màu gỗ khá đẹp. Nói chung là em thì em cả con này là hoàn hảo đấy các bác. Ba con tiện ở phía dưới, ở phía dưới này là một cái đáy rất đẹp. Đây nó có một tí xước cái này thôi thì xử lý cho các bác đó, nó có tí xước gì thôi. Ở bên trên các bác nhìn thấy màu thì con ngựa này, vị thần này, hai bên hai cái địch khá thú vị. Xem đằng sau đằng trước thì ra này các bác nhá. Nắp to đẹp, nắp ba tầng ấy. Ngoài nhám tầng thứ hai, tầng thứ ba rất là đẹp. Mặt là men các bác nhá, mặt men đẹp luôn. Mặt con này thì không có cái trạng thái gì, dấu vết gì. Ở chỗ gì à? Con này về đâu vậy? Máy Zappi cổ Pháp thôi nhá. Máy Zappi cổ Pháp đây là có chuyện mộc này. Các bạn nhìn này. Có hình con đại bàng và một cây kiếm này, các bạn nhìn rõ. Đây. Anh nhìn rõ. Kiếm có cả hai con mãng xà cuốn nhá. Hai con mãng xà cuốn. Rất đẹp luôn. Đấy, số máy các thứ, đây là dòng giá trị cao, họ là mộc. Để khẳng định cái tên tuổi nhà mình ấy. Ví dụ như em Thành này có logo bằng đồng này, Thành đồ cổ này, có hai con sư tử mà các bạn nhìn chưa, hai con sư tử B một cái bánh xe đồng hồ đúng không? Đấy thì khi nếu mà em sản xuất ra thì em sẽ cũng sẽ dập như vậy. Các bác nào những cái hàng giá trị thì em hầu như em sẽ đóng chuyện mộc như vậy vào hàng này đấy, để khẳng định là hàng của đơn vị mình bán ra. Mặc dù đây nó còn hãng Zappi cực nổi tiếng của Pháp thôi. Kích thước 1m06 x 40.
1m06 x 40. Con này về cái vỏ hoàn hảo. Tuy nhiên có một nốt nhỏ. Nốt nhỏ là cái nốt này đây các bạn nhé. Thì em sẽ xử lý cho các bạn. Cái thứ hai, máy Zappi cổ sậm màu. Cái thứ tư, cái thứ ba, màn men cộng nắp 3 tầng. Còn em giao lưu cho bác với giá là 4,3 triệu. Mã số mấy? Mã số 7. Mã số 7, 4,3 triệu nhỉ. To và... cao như thế này 4,3 triệu. Còn em khẳng định các bác là vỏ hoàn hảo nhé. Okay. Mua con này chơi nào quá. Đây xung tay. À ép rồi. Cái số tiền rồi đúng không? Hết rồi. Ok, em sẽ giới thiệu. Ui xổi ôi, các bác ơi, tập của em Phúc nôi đâu ra con mà khoái như này đúng không? Khoái hơn cả hai con hôm qua này nhá. Vỏ nu quá nhá. Hôm nay là con này mà hôm nay xuất hiện ở dưới tầng 2 buổi chiều chắc là hôm nay vỏ vàng rất sáng nổi vân nu rồi các bác nhìn này. Các bác nhìn vân nu chưa? Phải cất ngay cho các bác. À đây này, em phải cất. Thằng Ôn Phúc này nó cất ngay quá. Đó, coi như này. Các bác nhìn chưa? Đồ ngon này mang đi cho các bác. Nu này. Những mắt gỗ nu này, hai bên là hai cái chùm nho đục kênh bông. Rất đẹp luôn. Mặt con này đẹp xuất sắc. Mặt con như mới. Đó, các bạn nhìn này, mặt đẹp xuất sắc. Như mới nhỉ. Có kinh điển luôn. FFR Mobi các bạn nhá. Dã man luôn các bạn ơi. Kiếm đâu ra những con. Coi nha. Máy đây. Qua nha. Máy con này các bác nhá. Thì các bác phải hiểu là cái đời máy này các bác nhá. Đời máy này là đời máy trắng các bác nhá, đời máy trắng. Nhưng các bác nhưng sao? Nhưng hãng người ta phủ lên một lớp xin thưa bác là màu vàng như thế này. Bởi vì sao các bác có nhiều bác nói là con này là 6 con này 608 búa nhá. Có nhiều bác nói rằng là cái máy trắng này sản xuất ra từ thời chiến tranh, đâm ra đồng thì phải để dành để làm đạn, làm súng, vũ khí. Nhưng mà không phải các bác nhé. Cái máy trắng này nó rất khỏe các bác nhé. Nó là một đời cải tiến của thời đời vách đồng. Đời vách đồng nó không mang tính mềm dẻo, nó không mang tính bền bỉ. Cái thằng này và khó sửa chữa. Nhưng thằng này các bác có thể thấy là nó thiết kế các chân trục như chân kính luôn. Khi nó bị làm sao nó không phải tu dồn gì các bác nhé. Đóng ra phát là xong. Thay mới như núp xe luôn. Và nó cấu trúc máy khỏe hơn các bác nhé. Và đánh 60 đồng các bác chú ý này. 60 đồng điểm âm đời cổ này, điểm âm, điểm giờ song âm. Ok các bác, em sẽ cho máy nổ máy. Đây nhìn này, Black Chrome này. Đấy. Đây các bác này, nó còn có cả một cái chuyện mộc ở thùng này. Các bác nhìn này, đây là của cái Victor thì có cái cửa hàng hay là có cái gì thôi này. Ô, ký cả tên lên thùng. Đây này, đồ bảng cao rồi các bác nhé. Dựng lên để cho thử nổ máy, thử nó đẹp. Ê, để nắp ô đô. Khoan nào. Khoan khoan. Khoan FFR. Em thử nổ máy thử cho bác. Cái dòng này thì
là đánh công hành lắm các bạn ạ. Song âm này hay á, này công đồng nó cổ đánh vang á. Đây ok, em sẽ quay thử cho các bạn nhé. Ok, sơ sơ thì chưa lau dầu nhưng mà em sẽ khuẩy thử cho bác. Đấy, chưa lau dầu quá nhá. Chưa lau dầu lên thì nó bị chạm nó nhá, nó đang bị chạm cái nó không ảnh hưởng gì đâu các bác nhá, nhưng mà nó đang bị chạm. Cái dòng này thì các bác phải chỉnh búa nó rất là chính xác như cái lúc đầu ấy. Em thử cho các bác ấy, nó đánh rất là vang các bác nhá. Thì các bác phải lau dầu thì người ta sẽ chỉnh cho các bác. Này cỏ đẹp lắm. 58 46. Máy khỏe. 58 46. Em bỏ yêu có này không? Cổ lành các bác nhá. Thứ nhất các bác nhá, về vỏ lành, tụng nu đẹp. Thứ hai mặt, mặt đẹp các bác nhá. Thứ ba máy trắng phủ vàng của hãng các bác nhá. Con này là 6 côn 8 búa coi nhá, 6 côn 8 búa, mã số 8. Con này là mã số 8. Con này em sẽ giao lưu cho bác với giá là 4,5 triệu. Con này thực sự mua cái thùng này ở ngoài nữa. Em sợ các bác mua con cái thùng này nu này ở ngoài đã giá như vậy rồi các bác nhé. Ok, sản phẩm tiếp theo em giao lưu cho bác là một chiếc đồng hồ thùng bè vân vẩy rồng hai bên các bác nhé. Kính phía dưới là kính đẹp nhỉ, kính sắc luôn, bông hoa mạ vàng này rất đẹp, ghi rốt các bác nhé. Con này của lắc đây các bác, thì theo em là các bác sẽ nghe em gõ thì nó sẽ nhanh hơn các bác nhá. Thực sự vang nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nó kẹt nữa. Nó sẽ nhanh hơn là máy đánh rất là nhiều, bởi vì là hàng em là hàng nguyên bụi các bác. Nguồn ăn búa rất là nâu. Máy hợp kim trắng các nhá, máy hợp kim trắng, máy dí rốt này. Dí rốt có chuyện mộc đây. Đó nhá. Con này thì nó có ngắt chuông này các bác nhá. Con này khả năng là chơi hai bản nhạc có ngắt chuông nhỉ. Vâng. Nó cần đây. Con này chơi hai bài và có ngắt chuông các bác nhá.
bản phốt và bản quét này, máy hợp kim trắng như thầy đã nói rồi, máy này rất bền, máy xe tăng nó bọc hết để bụi nó đỡ vào rồi nhé. Mặt đẹp xuất sắc, mặt như con 57 rồi nhé. Con ngông này, con chưa con thép này, cuồn thép xanh mướt các bạn. Cuồn này thì đảm bảo có là hay, bởi vì em có nhiều gông em biết rồi. Ok, đổ đây, bởi vì em gõ nhiều côn em biết rồi. Ok, 5 năm cùng thiết một mặt đẹp xuất sắc các bạn. Kính bao nhiêu? 5 năm x 48 này. 5 năm x 48. Mã mấy? Mã số 9 cho nhá. Con này có kích thước là 55 x 48 thôi nhá. Thùng đẹp và lành thôi nhá. Bột là thùng đẹp, rộng lành tít đấy các bác nhá. Cùng với xước, em chưa thấy xước gì ở đây đâu. Cái thứ hai là máy trắng hai bản. Cái thứ ba là côn đẹp âm 2. Cái thứ tư mặt đẹp, kính đẹp. Cái này kính cũng đẹp luôn, kính đẹp coi nhá. Chứ em chưa em là chưa bác sĩ, không biết là các bác có dịch được không, có dễ nhìn được không, chưa dễ nhìn được không. À, con này thì em sẽ giao lưu cho các bác một cái mức giá rất tốt. Mức giá 3,9 triệu. Được chưa? Quá là rẻ các bạn ạ. 3,9 triệu một cái sản phẩm các bác tốt. Xem các bác sẽ hiểu không? Em làm số lượng. Ôi, trời. Còn chưa nhiều bác đặt con này lắm các bạn. Cánh vẫy này, hai bên nó là hai tràng hạt này. Nó sẽ có hai phiên bản nhé. Một phiên bản là nó sẽ không có cái hạt này, và một phiên bản là có cái hạt này các bác nhé. Thì em bán giá như nhau thôi các bạn, tránh trường hợp các bác lại bảo thiếu hay không thiếu, thì nó có nhiều phiên bản nó không có cái hạt này đâu, tùy từng năm sản xuất. Kính các bác nhé, kính rất là lành, kính rất là lành. Kính này Phúc đóng là có thể đóng đi hay tháo? Tháo cho anh cái kính này. Không tháo sao đấy, phải tháo. Để ra cho các bác. Anh em ở người ta gửi về bên nước ngoài có tháo có anh có tháo vận chuyển nó không tháo, vỡ cái tấm kính hay ai mà làm được anh. À, đây này các bạn này, nó còn nãy mở này các bạn này. À, có cái gạt lên gạt xuống này này, nó là để gạt nó khóa này các bạn nhé. Thiết kế rất là hay. Tráng kỷ này các bạn, tráng kỷ màu nắp này rất là đẹp này các bạn này. À, còn nắp rất đẹp các bạn nhé. Mặt số đây các bạn nhé, mặt số tương đối đẹp, tuy nhiên thì nó có bị có một tí gọi là các bạn nhé, mụn ở đây các bạn nhé, số 8, số 9. Cái này thì nó có cơ chế là cơ chế ngắt chuông đêm các bạn nhé. Cái nấc này nấc bật chuông cả ngày, nấc này nấc ngắt chuông từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, nấc này nó ngắt chuông cả đêm các bạn nhé. À, ngắt chuông cả ngày, à, đúng rồi, ngắt chuông cả ngày. Các bạn nhìn một cái thông số vâng nhé, đây là thông số của hãng, khóa tiếp các thứ vẫn còn nguyên đây. Con này thì là ngắt chuông tự động, máy đẹp nên ke, máy 37. Con này là đánh mấy con thép, 5 con thép. Có bức thư của người Tây, người ta ghi là 1961 cái gì đấy, 4.000, người ta mua 4.000 này là cái gì đấy. Đây là một cái bức thư người ta, sao ông này là 1962 cái gì đấy. Đây một cái bức thư người ta qua là hiểu tiếng Pháp. Nhiều lúc là vứt cá ở trong thùng là kỹ thuật lau dầu, nhiều lúc bay ra ấy nhỉ.
thật ra cũng chẳng không tránh được, không tránh được. Con này là các bác có thể nhìn thấy hai máy này, nó có một cái máy phục vụ việc ngắt chuông tự động nữa, còn 5 khôn, con này chuông cực hay luôn. Thực ra máy này máy 8 khôn nó chẳng khác gì nhau đâu các bác nhá, về cấu trúc máy như nhau. Nhân 47 quả nắp lúc mắc quanh cái thủy này à. Thùng này để con này nhé. Này con này này kích thước 50 x 47 cái thùng với cái thùng thùng mảnh cũng đẹp các bác nhé. Cái thứ hai máy đẹp. Thứ ba là máy đẹp, có ngắt chuông tự động này các bác nhá. Cái thứ tư các bác nhá, cái thứ ba là mặt của nó, mặt cổ có mấy nốt, nốt mụn số 8,9 coi nhé, có mấy nốt mụn số 8 số 9, tức là 50 x 47, mã số 10 thôi nhé. Và sản phẩm này em giao lưu cho các bác với một cái mức giá, và giá sản phẩm này 5,5 triệu. Nhiều bác bảo là nhiều đơn vị nó bán 5 triệu, các bác không thể so sánh được. Cái thùng gương này là một dòng thùng nó đắt hơn rất nhiều tiền các bác nhá. Nếu nó là một cái thùng gỗ máng nợ này em bán 5 triệu thậm chí 4 triệu rưỡi các bác. Đây là một cái thùng gương, nó là phiên bản đặc biệt. Giao lưu các bác một chiếc đồng hồ Odo 62 các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Odo 62 các bác nhìn xem. Đấy. Rất là đẹp, kính phía dưới kính thủy vàng này. Ở phía trên là mặt bát giác này. Mặt Odo này các bác. Các bác nhìn chưa? Cái quả nắp này, quả nắp mu rùa thì em chưa nắp vào các bác nhá. Mặt đẹp xuất sắc, ô đồ bút ký này, mặt đẹp xuất sắc. Máy vàng ươm. Máy xuất sắc luôn. Máy vàng ươm. Các bác nhá. Con này thì giá thị trường cho mọi người bán trên 10 triệu hết này. Con này là đời ô đồ đấy chứ không phải là đời ô đồ vách cắm vào thùng thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều các bác nhá. Các bác phải phân biệt được. Bởi vì các bác mà không phân biệt được thì đời này ô đô cổ của nó các bác. Không biết giờ này. Ok các bác nhé. Các bạn nhá, cái đời mà ô đô vách cắm vào thùng thì giá trị sẽ thấp hơn đời này khoảng 2 triệu nhỉ. Vâng, đời các bác chú ý giúp anh một tí. 55. 55. Nhân 40. 55 nhân 40. Mã số 11 thì em giới thiệu như sau. Một thùng đẹp, thùng nành tít các bác nhé. Cái thứ hai mọc đẹp các bác nhé. Cái thứ ba máy đẹp. Cái thứ tư côn hơi cũ. Ok các bác nhé, thế là cũng đầy đủ rồi. Quả nắp thứ năm là quả nắp nắp mu rùa. Con này thì em sẽ giao lưu cho bác với một mức giá rất tốt, mức giá 9,2 triệu. Máy này máy đời, nó không phải là đời cuối cùng. Đời cuối cùng con 62 là đời vách cắm thùng thì nó phải rẻ hơn con này khoảng 2 triệu. Con chú ý giúp em, 9,2 triệu một chiếc đồng hồ Odo 62 các bạn. Ghi luôn là giá thợ.
quá rẻ, chưa là 1 đô. Bao nhiêu xe? Ai bán trên 10 triệu ấy. Con này thì nó là con đẳng cấp rồi nhỉ? Siêu phẩm. Quá đẳng cấp. Siêu phẩm. Đây là có tay cầm luôn. Bên em mặt bắt giác. Máy 42. Máy 42. Con này âm hay nè. Con này sao hôm nay tự nhiên lại thấy ở đâu nhỉ? Anh không lắm rồi, không thấy kính là kính cong, kính cong đúng không, kính cong, và cái phía dưới này là cái kính hình con rô rất đẹp, những cái chuyện này rất là đẹp, họa tiết đẹp, thủng to thủng ngang các bạn nhé, cái chuyện kính cong. Cái nắp đây ok rồi. Mặt này rất hiếm này. Mặt này em đánh giá được tầm khoảng 8 điểm nhỉ. Tầm khoảng 8 điểm. Với đã chắc 5 rồi. Ba da mặt nằm trên con máy 42. Ok, dựng lên cho nó quẩy chua. Hay con à. Chắc chắn là nằm xuống kéo ra. Sụp máy rồi. Máy 10 điểm luôn, máy này còn ít sử dụng luôn, các bạn nhìn này, bộ máy xuất sắc, khuôn xanh mướt, dài không nhé, khuôn này ok. Kích thước 72 72 x 35. Mã số 12. Mã số 12 các bạn nhé. Con này thì về cái vỏ nó thì vỏ thì em gói gọn trong từ đẹp cộng nành các bác nhá, bắt nỗi được mà em bắt nỗi ngay, chẳng có nỗi gì mà bắt cả. Kính thì kính cong rồi, số 1 là vỏ đẹp, 2 là máy thì như nào Phúc, máy quá đẹp xuất sắc, 9,5 điểm, máy này phải 9,9 điểm so với đồ cũ các bác nhá, 9,9 điểm. Côn thì xanh nét, xanh hay, con này dài. Cái thứ tư là mặt con này em cho là 8 điểm. Đây nha, ok ạ. Đây là những cái thông số, con này em sẽ giao như các bác với giá 4,8 triệu. 4,8 triệu chữ đồng hồ VNS mặt okay. Bắt nó nằm rồi các bác. Chuột dòng chuột hay đấy các bạn. Xa xa đuôi chuột các bạn ơi. Đuôi chuột các bạn ơi. Đuôi chuột họa tiết đồng này. Hỏi dị lắm các bạn. Các bạn mang về nắp ô đô này. Mặt cái nắp ô đô này nó có đuôi chuột này các bạn.
thùng to đôi chuột. Con gì mà dị à? Quả tiết đồng này, quả tiết đồng này các bạn này, con này dị lắm các bạn. Xung quanh chùm nho này, mặt tròn này, nhìn rất là hay và sáng đẹp. Mặt tròn con gì rốt này, con lắc các bạn nhé. Khá đẹp. Con này độc đáo đấy. Con đấy quá, con này độc đáo đấy các bạn. Chưa gặp kiểu thùng này bao giờ. Và mặt tròn nhìn nhô đô nhỉ. Máy trắng các bạn nhé, đây máy trắng đây. Máy trắng các bạn nhé. Máy ghi rốt các bạn, made in France của Pháp đây. Ok chưa? Để em thử gõ chuông thử. Mà tám công đồng các bạn nhé. Gông đồng nghe rất là vi vu các bạn. Con này có quả nắp các bạn nha. Bạn chơi khá là cấp đấy các bạn. Thùng kiểu khung như một bức tranh hoàn thị ở bốn góc. 82. 82. Thùng to. 82 x 37. 82 x 37. Các bạn nhé, mã số 13, em sẽ đánh dấu. Thứ nhất là vỏ, vỏ đỉnh cao, đỉnh của chóp các bạn nhé. Vỏ này thì nó nành, cộng nành, có họa tiết các thứ này. Các bạn có thấy mấy cái dòng nó có họa tiết không? Đúng không ạ? Cái thứ hai, máy trắng, rất bền. 4 côn đồng âm ngân coi nhá. Con này thì em sẽ giao lưu các bác với giá là 4 triệu. 4 triệu à? 1 triệu. Không hỏa tiết. Không hỏa tiết là các bác đã thấy. Con này à, thùng bè đây rồi. Đây một chiếc thùng bè đây rồi coi nhá. Một chiếc đồ thùng bè nhá, một chiếc đồ thùng bè. Đây có bó chỉ soi rất là đẹp này, các bác nhìn này, cái vân gỗ này, phúc còn nhìn được các cái những cái gợn kiểu nu gỗ này, nu ấy, của nu gỗ này. Rất là đẹp. Đây các bác nhìn những cái gợn rất là đẹp. Mặt cũng khá đỉnh cao luôn, mặt đẹp. Kính đây. Kính thủy các bác nhá, kính thủy. Mài. Kính thủy. Một nắp này ạ. Đỡ cho anh cái mặt rất là đẹp, mặt xuất sắc. Ôi xổi ô. Máy này các bác này, cứ ngỡ những cái bộ máy di rốt tay năng ngắn này các bác mua ngoài thị trường giá thợ anh em giao liệu phải 4,5 triệu. Tôi chia sẻ các bác như vậy là nhiều anh em là có cái tư tưởng là tháo máy ra để bán cho mấy anh em về nâng ấy. Nó khoảng 4,5 triệu bộ máy. Nên thực chất với các bác này, em bảo vỏ đẹp thế tháo ra là phí rồi. Chơi 2-3. Hôm nay có một anh thợ đến bảo có bao nhiêu máy di rút bán hết cho anh. Thế là thùng em làm gì? Bảo bây giờ thùng em làm gì thì làm. Chùa rất ngân các bạn nhé. Ok các bạn nhé. Hôm nay thì em sẽ ghi rõ cho các bạn luôn. Đóng rồi. Kính thưa bao nhiêu? 60 x 44. 60 x 44. Mã số bao nhiêu? Mã số 14. Các bạn nhá, thì em cũng chia sẻ thôi. Coi như con này thì làm sao? Em bán cho các bác bộ máy, tặng các bác cái thùng. Vì sao em lại nói vậy? Em nói ở đây có rất là nhiều bác thợ kiểm chứng, các bác biết giá đồng hồ, giá bộ máy đồng hồ.
tổng con này rất đẹp thôi nhá. Em cứ nói luôn là các bạn nhá. Như thế này. Thứ nhất cái vỏ đẹp cộng lành. Em tặng. Được chưa? Ok anh. Được chưa? Em chỉ tính tiền côn với máy thôi. Cái thứ nhất là vỏ này, cái thứ hai là máy này. Máy đẹp. Neng keng. Con này máy của nó giá thợ các bác nhá, các bác mua vào một cái bộ máy này để anh em hay nâng lên con gai carillon các thứ, máy 10 ô đô ấy các bác. Anh em mua vào là khoảng 4 triệu với một bộ máy đẹp như thế này. Anh em nói rõ luôn. Quang nhá. Ở đây có rất là nhiều bác thợ xem mà em sẽ không mở gì cả. Các bác về các bác nâng công xá lên bộ nâng chắc tầm khoảng 3 triệu cả công nhỉ. Vâng. 7 triệu các bác bán hơn chục ra được rồi. Nói chung là em em trêu đấy các bác nhá, còn nó cũng còn tùy thuộc của các bác, có khi các bác bán 8 triệu chắc. Đúng không ạ? Cái thứ ba là thế mà cứ so với cả ô đô 10 gì. Anh ở chỗ này bán con này có hơn chục con ô đô 10, chúng mày vã cho anh gần trăm. À thế chịu rồi. Đây, thì chờ ô đô mày 4 triệu. Thì anh vứt ra mai anh bán cho người ta. Côn mắng cho. Hai. Cộng đẹp. À, chơi hai bản hay sao ấy? Chơi hai bản này. Con này mày có cần chuyển bài bên trên chơi hai bản. Thấy không nhá. Thì thôi thì bây giờ anh em mình thì nó là con Gyros các bác nhá. Còn nếu mà nó là cái con gì khác thì em không nói. Nếu con Gyros thì máy nó có giá chung rồi. Kể cả không bán cho các bác thì em rút cùng máy này em ra em bán cho thợ được 4 triệu. Mà em bỏ cái vỏ này em bán 500 thì thực sự các bác mà người ta cũng mua ngay chứ đúng không? Bây giờ làm sao có cái vỏ nội cũng chẳng có vỏ nào 500. Đây vỏ tây đúng không? Mà lành đẹp như thế này. Thôi em cứ mạnh dạn như thế này này. Giao lưu con này với các bác với giá là tôi tặng hết đi. Mình chỉ lấy tiền máy với tiền côn thôi nhá. Này trúng số gì nhỉ? 4,3 triệu. Một côn 300. Một côn 300 cũng không mua được nhỉ. Thôi. Đấy thì em nói rõ quá nhá. Tại vì ở đây có những anh thợ anh biết giá. Đây em chơi fan này là vui cho bác. Và số 14. Còn em giao sản phẩm tiếp theo em giới thiệu qua cho các bác là cái máy của cái con dung han này, họa tiết này ở bên trong này có cái có hình con bướm này rất là đẹp, những con này hàng trăm năm rồi. Số này, số nghệ thuật này. Anh nhìn chưa? Hôm trước em bán một con rồi. Cho anh ở trên Thái Thịnh. Ở phía dưới là quản lắc này, phù điêu. Coi nhá. Hình bông hoa rất đẹp, rất to. Con này thì các bác nào quan tâm thì alo giúp em nhé, tại vì nó là dòng khủng, kích thước 42-65, nó là dòng sâu tuổi và giá trị đấy các bác nhé. À, còn em thì, như thưa các bác nhé, em thì ông Tây ông bảo em lấy ông cái đầu con nai này, con hiêu cái con nai này, thì các bác nhé, thì cũng chia sẻ các bác thì thôi thì em lấy bao nhiêu em để cho các bác như vậy thôi nhé, vừa bán vừa tặng. Thì đây là một cái đầu con nai hội nhồi bông các bác nhé. Thì dành cho bác là mang về để co rất là đẹp. Đó, cả mã đấu giá. Đó, có mã ở đây thực sự bác nhìn nó là thật luôn đấy các bác, người ta nhồi bông ở bên trong thôi, đó nhá, nồng nước các thứ. Còn con này thì nó có một cái hay các bác này, cái ở đằng bên này là người ta nhồi bông rồi xong sau đó người ta khâu cái mảnh da này vào các bác nhé, thì là nó đứt cái chỉ nhồi bông này, các bác về các bác may lại giúp em thôi, đó nhá. Cái này thì giá thị trường chắc người ta dao động khoảng 15 triệu. Con này nó hơi nhiều bụi một chút các bạn. Cái ông Tây ông để trong kho. Thấy không nhá. À, ở chỗ này đây này nó có một tí keo keo này, này em quay cho các bạn. Kiểu là nó còn tí keo về các bác gắn lại giúp em. Đấy, con này nó nành tít luôn. Đã đo kích thước. Đo kích thước ạ. Con này để co khá đẹp luôn, em quay khác diện luôn. Có con này này. Có gì này, đẹp chưa? 35.
Phúc nó cứ sợ con này, không hiểu sao. Người âm lịch là người ta đẹp như thế này các bác. 35 nhân 40. Bây giờ thay vì mình đi ăn thịt dê đúng không ạ, mình bảo người ta là người ta xử lý cho cái đầu dê thành cái đầu này nó cũng đẹp, đúng đấy. Kích thước là 35 nhân 40. Ba mươi năm nhân 40 thôi nhé. Mã số 10 15 anh ơi. 15 thôi nhé, em giao điều bác với giá 6 triệu. Giá thợ các bác nhé, đây là giá thợ. Chắc chắn các bác không thể mua được ở đâu rẻ hơn. Ok ạ. Hiêu chào các anh em đi. Xin chào. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi nha.